Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, tin vui của ngành nông nghiệp những tháng đầu năm 2018 là GDP ngành nông nghiệp tăng 4,05%, mức tăng trưởng cao nhất 13 năm trở lại đây. Bức tranh ngành nông nghiệp quý 1 năm 2018 đã khởi sắc và đây được coi là tiền đề cho các quý tiếp theo nhằm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Năm 2018, ngành nông nghiệp đã đề ra mục tiêu tăng trưởng 3,05%, kinh ngạch xuất nhập khẩu đạt 40,5 tỷ đô la Mỹ. Vậy ngành nông nghiệp cần phải làm gì để đạt được mục tiêu tăng trưởng mà ngành đã đề ra? Những khó khăn nào đòi hỏi ngành sẽ phải khắc phục? Chương trình Tiêu điểm của chúng tôi ngày hôm nay sẽ đề cập sâu hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quý 1 năm 2018, tốc độ tăng trưởng GDP, nông lâm và thủy sản tăng 4,05%, mức tăng cao nhất trong 13 năm gần đây. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản quý 1 ước tính đạt 189,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4,18% so với quý 1 năm 2017. Trong đó, nông nghiệp đạt 143,86 nghìn tỷ đồng, tăng 3,92%, lâm nghiệp đạt hơn 7.065 tỷ đồng, tăng 5,15%. Thủy sản đạt 38.569,9 tỷ đồng, tăng 4,96%. Trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 8,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 21,4% mục tiêu năm 2018. Trồng trọt tăng trưởng 5,16%. Qua đó tạo động lực giúp ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng cao. Riêng mặt hàng lúa gạo, hết quý 1, sản lượng lúa cả nước đạt khoảng 11,18 triệu tấn, tăng 571,6 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2017, tăng 5,4%. Cùng với lúa gạo, một số cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả đã thu hoạch, phần lớn đều đạt sản lượng tăng khá so với năm 2017. Trên cơ sở cơ bản là đánh giá các kết quả 2 tháng đầu năm, trong tháng 2, trong tháng 3 chương trình của chính phủ và 30 tháng 3 vừa rồi tiếp tục có văn bản khẳng định lại những cái giải pháp và những cái chỉ tiêu mà ngành nông nghiệp phải đạt được trong năm 2018. Tôi xin nêu là có 4 cái chỉ tiêu rất là cơ bản. Thứ nhất là tăng trưởng GDP. Thì chính phủ giao cho ngành nông nghiệp phát triển nông thôn là khoảng 2,8-2,9%, nhưng chúng tôi có phương án đảm bảo cái tăng trưởng từ 3,0-3,05%. Cái chỉ tiêu thứ hai là kim ngạch xuất khẩu trong năm 2018 chính phủ giao là 38-39 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi xây dựng cái phương án là 40-40,5 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được các mục tiêu này, Bộ chủ trương tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục ra soát, quy hoạch, đánh giá lợi thế, tiềm năng để xây dựng cơ cấu sản phẩm theo 3 trục sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, nhóm sản phẩm cấp tỉnh, thành phố và nhóm đặc sản làng, xã để có giải pháp chỉ đạo cụ thể, đồng thời chú trọng phát triển thị trường, tiêu thụ kịp thời hiệu quả nông sản. Mặc dù đã gặt hái được nhiều thành tựu lớn, nhưng để đạt được mục tiêu tăng trưởng mà cả năm đã đề ra là cả một chặng đường đầy chông gai, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn ngành. Bên cạnh đó, phải khắc phục được khó khăn cố hữu để hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra của năm 2018, thì ngành nông nghiệp mới có những bước đột phá ngoại mục. Hợp tác xã nông nghiệp Việt Doanh, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội có khoảng 16 hectare đất để trồng các loại cây ăn quả và rau sạch. Số đất này được 16 hộ nông dân thu mua của xã viên liền kề. Tuy nhiên, những mảnh đất này lại nằm rải rác tại 4 xã với từng mảnh ruộng hết sức manh mún, nhỏ lẻ. Ông Đào Việt Dũng, phó giám đốc hợp tác xã Việt Doanh cho biết, hợp tác xã cần một diện tích đất lớn khoảng 30 hectare và cần được quy hoạch tập trung về một vùng cụ thể
để sản xuất chuyên canh và ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, việc này là hết sức khó khăn vì quỹ đất ở địa phương hiện không còn nữa. Mà tất cả các thành viên của trong hợp tác xã chúng tôi muốn có một cái quỹ đất thật rộng để chúng tôi làm, đồng thời cũng có một cái tiếp cận cái vốn làm sao đấy để chúng tôi là có vốn và có quỹ đất để chúng tôi lao động sản xuất. Trong khi các doanh nghiệp cần đất để đầu tư sản xuất thì chính quyền sở tại lại không đủ thẩm quyền giải quyết. Việc này mà các dự án, các doanh nghiệp muốn vào đến địa phương để coi phát triển tất cả các cái lĩnh vực thì đối với địa phương tôi thì cũng như lại ban nãy tôi nói là cái thẩm quyền thì chúng tôi là không được phép. Thì các cái này, các cái việc này thì nó là phải từ các cấp thẩm quyền cấp trên. Đấy, thì đối với các nhà doanh nghiệp và các nhà đầu tư, các dự án mà muốn về coi như là cần đến phần diện tích đất trên địa bàn tôi thì đối với địa phương tôi cũng là tuyên truyền để nhân dân nắm bắt được và đồng thời phải được các cấp có thẩm quyền chấp thuận và theo quy trình. Đấy là báo cáo cô nắm được. Còn đối cấp xã thì về cái thẩm quyền để mà giao đất thì không có. Muốn làm nông nghiệp thì cái đất là một yếu tố quan trọng. Thì từ trước nay cái hạn điền của mình là không hợp lý. Bởi vì người ta đã chứng minh rồi muốn làm có cái sản phẩm để mà xây dựng xuất khẩu và tiêu dùng trong nước thì cái quy mô ít nhất là phải từ 5 đến 10 hectare trở lên. Trong khi đó chúng ta có gọi là li ti, những cái vài sào mấy trăm mét vuông thì không bao giờ làm được. Nhưng mà động đến cái vấn đề đất đai thì phải giải quyết toàn diện. Các chuyên gia nhận định nếu giải quyết tốt điểm nghẽn về đất đai, hướng sản xuất nông nghiệp đến các sản phẩm sạch và tiêu dùng thông minh, ngành nông nghiệp sẽ tạo được đà bứt phá trong năm 2018. Mỗi năm, vườn cam này của anh Trần Văn Dầu, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cho thu hoạch khoảng 200 tấn. Ông chủ vườn cam cho biết, cam được trồng theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo chất lượng, tuy nhiên vẫn chỉ được tiêu thụ ở thị trường nội địa mà không được xuất khẩu. Đúng ra thị trường bây giờ là càng ngày càng khó khăn vì sản lượng của cây ăn trái của miền Bắc, nhất là miền Nam thì chưa không nói, nhưng miền Bắc là tôi thấy nó phát triển quá mạnh. Tuyết trên rừng các tỉnh nẻ nữa là đang trồng là sản lượng các năm nó sẽ tăng lên rất nhanh mà không biết là cứ tiêu thụ loanh quanh trong nước này thì là đúng là giá thì không bao giờ rẻ được, không bao giờ đắt được mà có khả năng còn không bán được. Giá cả thị trường hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái. Hàng trôi nổi không đảm bảo chất lượng, trà trộn thị trường khiến niềm tin của người tiêu dùng giảm sút và câu chuyện được mua mất giá vẫn tái diễn trong tương lai. Vẫn là bán tự do thì nó phụ thuộc thị trường, trôi nổi trên thị trường. Gần như đắt thì thương lái họ giả đắt, rẻ họ giả rẻ chứ nó không có một cái giá nào ổn định nhé. Mở đầu cho câu chuyện giải cứu rau củ và câu chuyện củ cải Tráng Việt huyện Mê Linh phải nhổ bỏ hay su hào cải bắp ở Hưng Yên phải bán tháo vừa qua cũng tạo ra cho dư luận cái nhìn thiếu thiện cảm về cách thức tổ chức sản xuất của ngành nông nghiệp. Sau những cuộc giải cứu dưa hấu, thịt heo, bí đỏ, chuối, cà chua của năm 2017, thì câu chuyện vỡ trận cho sản phẩm nông nghiệp vẫn tạo ra điểm nóng của dư luận. Và câu hỏi lớn đặt ra cho ngành nông nghiệp là câu chuyện vỡ trận liệu tiếp tục tái diễn trong tương lai. Tôi cho rằng là cái công tác dự báo là một trong những cái công tác rất quan trọng. Dự báo nó phải sát với thực tế. Và thực tế là chúng ta phải đi từ tiêu dùng rồi chúng ta hoạch định cái kế hoạch sản xuất. Như thế thì đảm bảo là không bao giờ có những cái cuộc giải cứu như những cái năm 2017 và những năm về trước. Lý giải về nghịch lý này, các chuyên gia nông nghiệp nhận xét khâu phân phối tiêu thụ hàng hóa trong nước quá yếu kém. Việc hàng nông sản bán rẻ như cho tại ruộng, như qua tay thương lái và nhiều đầu cầu vào siêu thị giá lại tăng vọt là một bất cập. Vấn đề là chúng ta cũng chưa thu xếp cho họ một cái đầu ra ổn định. Khi mà các cái nhà phân phối có được những cái đầu ra ổn định, chúng ta mới quay lại để quy hoạch cái sản xuất thành ra những cái vùng chuyên canh tập trung thì mới được. Bây giờ người sản xuất vẫn phải vừa sản xuất và vừa loay hoay tìm đầu ra. Chính vì thế cho nên cái sản xuất manh mún nhỏ lẻ nó vẫn đang tồn tại. Dự báo từ các chuyên gia về thị trường nông sản quốc tế trong năm 2018,
Tiêu dùng nông sản toàn cầu tiếp tục mở rộng và phát triển theo hướng hàng hóa có giá trị cao hơn. Tăng trưởng tiêu dùng sẽ chậm lại so với thập kỷ trước. Giá nông sản thực tế có xu hướng giảm nhẹ trong dài hạn. Tăng trưởng năng suất sẽ là động lực chính cho sản xuất cây lương thực và thức ăn chăn nuôi. Tăng trưởng đa dạng theo hướng phát triển chăn nuôi và thủy sản, bối cảnh vĩ mô và thị trường như vậy. Trước bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng ngành nông nghiệp Việt Nam cần xác định lại động lực chính thúc đẩy ngành nông nghiệp đi lên, tăng năng suất, chất lượng. Bên cạnh đó, cần xác định vị thế của từng ngành hàng nông sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu để ưu tiên nguồn lực phát triển, đồng thời cần xác định lại cơ cấu thị trường cho từng ngành hàng nông sản. Với những khó khăn trên mà chúng tôi vừa đề cập, để đảm bảo cho mục tiêu tăng trưởng của năm nay cũng như là duy trì được đà tăng trưởng của quý 1 vừa qua, cần nhiều giải pháp đồng bộ. Không chỉ doanh nghiệp cần chủ động cải thiện những yếu kém nội tại, mà trong bối cảnh khó khăn, doanh nghiệp cần phải chủ động ứng biến đối với thiên tai, áp dụng sản xuất công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mở rộng thị phần xuất khẩu. Trước những diễn biến khó lường của tình hình kinh tế thế giới, khó khăn đang diễn ra liên tiếp ở những thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Giải pháp mà doanh nghiệp này thực hiện là mở rộng thị trường xuất khẩu. Và trong cái kinh doanh thì có mở rộng thêm được cái bán hàng đi qua cái Trung Đông và Trung Quốc. Còn năm rồi thì mình chủ yếu là đi châu Âu. Ổn định và mở rộng thị trường xuất khẩu đang được xem là giải pháp hàng đầu của các doanh nghiệp. Bởi hiện nay, theo các cơ quan đầu ngành nông nghiệp, thị trường quốc tế có rất nhiều rủi ro. Các thị trường lớn của nông lâm thủy sản Việt Nam như Mỹ, EU đang có nhiều khó khăn. Vấn đề mở rộng thị trường thì là cái vấn đề thường xuyên. Không phải là bây giờ Mỹ khó thì mình bắt đầu mình mới nghĩ đến chuyện mở rộng. Mà tôi nghĩ rằng là vấn đề mở rộng thị trường là cái chuyện thường xuyên. Và bản thân vấn đề mở rộng thị trường thì nó không thể là một bữa, hai bữa mà nó xong được. Mà nó mất nhiều năm cho cái quá trình lâu dài, đặc biệt là đối với sản phẩm thực phẩm. Cho nên trên cơ sở vì đối với thủy sản thì lâu nay thì chúng ta cũng đã xuất khẩu cũng khá rộng trên 100+ quốc gia trên thế giới rồi. Thì chúng tôi nghĩ rằng là tiếp tục chúng ta củng cố về vấn đề chất cho từng thị trường và trên cơ sở định hướng các thị trường có nhiều tiềm năng thì sẽ được tập trung phát triển nó mạnh hơn. Không chỉ chủ động ứng biến, chuyển đổi và mở rộng thị trường xuất khẩu, những yếu kém nội tại cũng cần được cải thiện, tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, nhất là chế biến rau quả và các sản phẩm chăn nuôi phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu cũng là giải pháp mà các chuyên gia và cơ quan chức năng khuyến nghị doanh nghiệp phải hướng tới. Với một cái định hướng rõ ràng xuyên suốt, tức là làm sao để sản phẩm chúng ta có được một cái chất lượng tốt nhất, an toàn vệ sinh thực phẩm tốt nhất, đáp ứng được các cái yêu cầu của các thị trường liên quan đến vấn đề chất lượng thì có thể là chúng ta sẽ tiếp tục phát huy được cái lợi thế về vấn đề hàng giá trị gia tăng của Việt Nam để trên cơ sở đó có thể là có được một cái khả năng cạnh tranh tốt hơn trên thị trường và có thể là đạt được một cái kết quả tốt ở trong năm 2018 trong cái xu thế là cái nhu cầu về thủy sản thế giới cũng đang có cái dấu hiệu nó tăng. Thêm vào đó, mở rộng quy mô sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, v.v. để nâng cao chất lượng sản phẩm là giải pháp cần thực hiện xuyên suốt, con đường bền vững cho nông sản Việt. Điều này sẽ góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng cho người nông dân. Bây giờ là lúc mà chúng ta tính tới cái chuyện xuất khẩu chính ngạch và đồng thời xã hội cũng yêu cầu rất là nghiêm ngặt về cái tiêu chuẩn an toàn thì đảm bảo làm sao cho cái sản phẩm được sản xuất theo cái quy trình an toàn là một cái việc hết sức là quan trọng. Chúng ta biết là hiện nay đó người ta không có đi test cái miếng thịt hay là cái sản phẩm để nói rằng là nó an toàn hay không, mà người ta xem xét việc truy xuất nguồn gốc và cả một cái quá trình có phòng ngừa tốt cái rủi ro hay không. Cái quan niệm mới đó buộc cho chúng ta phải thực hành cái tiêu chuẩn một cách nghiêm túc. Thời gian qua, các địa phương trên cả nước ngày càng hình thành nhiều mô hình sản xuất rau an toàn, sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản theo hướng tiêu chuẩn nông sản sạch, an toàn cho sức khỏe người sử dụng, đồng thời giảm các tác động xấu đến môi trường. Cũng theo nhiều hộ nông, khi tham gia các mô hình sản xuất sạch, lợi nhuận của họ cũng được cải thiện vì tiết giảm được phân thuốc, vật tư đầu vào trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, người nông dân còn tăng thêm lợi nhuận khi nhiều doanh nghiệp tham gia bao tiêu sản phẩm đầu ra với giá cao hơn thị trường do sản phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và có thể truy xuất nguồn gốc. Những giải pháp chủ động từ doanh nghiệp, người nông dân là yếu tố cốt lõi để ngành nông nghiệp nước ta duy trì đà tăng trưởng, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong năm nay. Góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước đạt từ 6,5 đến 6,7%,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã quyết tâm phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP ngành đạt tối thiểu 3%, xuất khẩu đạt từ 40 đến 40,5 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được các mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trương tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất. Cái việc tái cơ cấu nông nghiệp vẫn là trọng tâm để chúng ta tổ chức liên kết, thu hút doanh nghiệp, liên kết với bà con nông dân, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra nhiều cái mô hình cánh đồng lớn, không chỉ đối với lúa gạo, mà tất cả những ngành hàng nông sản đều phải phát triển theo cái mô hình liên kết này. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch, đánh giá lợi thế tiềm năng để xây dựng và thích ứng với biến đổi ba trục sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng thời thích ứng biến đổi khí hậu, nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, nhóm sản phẩm cấp tỉnh, thành phố và nhóm đặc sản làng xã để có giải pháp cụ thể. Đặc biệt quan tâm đến những cái biến đổi của khí hậu. Chắc chắn rằng nếu như chúng ta không chủ động, không lường hết được những cái thiên tai thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Nên việc điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, việc điều chỉnh kể cả quá trình thu hoạch cũng phải theo dõi sát cái thiên tai. Và đồng thời với đó thì nhà nước phải tiếp tục duy trì, tăng cường cái cơ chế chính sách an sinh xã hội, giải quyết khắc phục những cái hậu quả của thiên tai. Đồng thời đối với việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản khi vào mùa, Bộ cũng đã có những chỉ đạo sát sao. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã giao Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản phối hợp với các địa phương chuẩn bị xúc tiến tiêu thụ vải, nhãn, đảm bảo ổn định, hiệu quả. Không chỉ những giải pháp và chỉ đạo quyết liệt từ Bộ, Sở Nông nghiệp địa phương cũng thực hiện nhiều giải pháp để kết nối tiêu thụ nông sản. Nổi bật, mô hình phiên chợ xanh tử tế được diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã giúp các doanh nghiệp sản xuất nông sản sạch đến gần với người tiêu dùng. Những cái chợ phiên nông sản an toàn thực phẩm của Sở Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để nhằm mục đích là một là tạo điều kiện cho những nhà sản xuất, hợp tác xã, hộ sản xuất và hộ nông dân sản xuất nông sản an toàn, có điều kiện đưa những cái sản phẩm mình ra thị trường để cung cấp cái nguồn rau sạch an toàn cho người dân thành phố. Cái thứ hai là cũng nhằm tạo điều kiện để cho những cái đơn vị doanh nghiệp nông nghiệp, các hợp tác xã, các hộ nông dân có điều kiện để giới thiệu những cái sản phẩm sạch an toàn của mình. Và cái thứ ba là thông qua những cái phiên chợ này, Sở Nông nghiệp mong muốn sẽ tư vấn cho những nhà sản xuất, những hợp tác xã, những hộ nông dân tiếp tục tiếp cận nhiều hơn về những cái tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp hoặc là chuỗi thực phẩm an toàn. Không chỉ cơ quan phụ trách ngành nông nghiệp các địa phương, mà lãnh đạo chính quyền địa phương cũng đã có nhiều chương trình kết nối người nông dân với các doanh nghiệp tại các thành phố lớn. Các doanh nghiệp đã giới thiệu cho người nông dân hiểu rõ những yêu cầu của thị trường về chất lượng các mặt hàng nông sản, cách thức sản xuất nông sản sạch để có đầu ra ổn định. Đầu tiên là giúp cho những người nông dân người ta hiểu được cái thị trường đó là cái gì, thị trường nó ở đâu, nó là gì, cái đòi hỏi của thị trường nông sản, cái xu thế của người tiêu dùng nó như thế nào. Và mục đích thứ hai là tìm kiếm để liên kết với các doanh nghiệp. Thông qua những ngày ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi có mời các chuyên gia đến để hỗ trợ huấn luyện những cái kỹ năng cần thiết để cho những thủ lĩnh nông thôn, những chủ nhiệm hội quán, hợp tác xã, người ta biết xây dựng được một cái kế hoạch để phát triển một cái ngành nông sản nào đó, hoặc là kỹ năng để làm sao người ta trình bày và người ta thuyết phục được cái người nông dân để cùng nhau mà thay đổi, cùng nhau mà sản xuất theo cái tín hiệu thị trường. Thêm vào đó, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục. Ngay trong tháng 4 năm 2018, các đơn vị thuộc Bộ phải thống nhất đầu mối kiểm tra lô hàng chồng chéo, tập trung vào cắt giảm các danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và đơn giản hóa quy trình kiểm tra chuyên ngành, đồng thời sớm hoàn thành nghị định sửa đổi các nghị định có liên quan về điều kiện đầu tư kinh doanh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tiêu điểm của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.